Ngay khi được phép mở cửa hoạt động trở lại, khu di tích danh thắng Yên Tử đã triển khai ngay quy trình đón khách an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng dịch, nhất là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tất cả du khách được yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn, khai báo y tế và đảm bảo khoảng cách giữa các đoàn. Điều này giúp cho Yên Tử tiếp tục giữ vững môi trường an toàn, thu hút du khách. Sau một tuần được phép đón khách từ các tỉnh thành trên cả nước, trừ khu vực có dịch, Yên Tử đã đón khoảng 10.000 lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Mọi năm là mình sẽ đi sớm hơn, là ra Tết là khoảng mùng mấy hoặc là mùng 10 là mình đã đi rồi. Nhưng năm nay là do dịch bệnh, là khi là được biết là Yên Tử là được mở cửa đón khách ngoại tỉnh rồi, mình cũng tổ chức mình đi luôn. Phối hợp với lại công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm là điều tiết giao thông cũng như là khách từ ở coi là điểm trạm số 1 Chùa Lân và lên đến Chùa Đồng là đảm bảo cái an ninh trật tự và cái phòng chống dịch. Hiện các điểm du lịch di tích danh thắng trên địa bàn tỉnh đều đã đón khách trở lại trên cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Từ ngày 11 tháng 3 đến nay, Quảng Ninh đón gần 50.000 lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi của du lịch Quảng Ninh sau dịch bệnh. Mở cửa đón khách du lịch cả nước trong trạng thái bình thường mới, các điểm du lịch di tích danh thắng của Quảng Ninh đều ưu tiên vừa đảm bảo an toàn cho du khách, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ. Quảng Ninh là một địa phương là phòng chống dịch rất đảm bảo nên là mọi du khách sẽ có thể là yên tâm đến vui chơi. Chúng tôi cũng đưa ra rất nhiều cái chính sách, các chương trình nhằm làm sao thu hút khách đến với Hạ Long nhiều hơn nữa bằng cái việc là áp dụng chính sách giá giảm đến 70% so với trước đây. Đây là chưa bao giờ có đối với lại Sunwood Hạ Long. Trong năm 2021, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì chính sách kích cầu du lịch, miễn phí tham quan nhiều điểm di tích danh thắng vào các ngày lễ và giảm một nửa các ngày còn lại trong năm. Cùng với đó, chuỗi các sự kiện, hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao hấp dẫn sẽ được tổ chức. Những yếu tố quan trọng giúp gia tăng sức hút cho du lịch Quảng Ninh, phấn đấu đón 10 triệu lượt khách trong cả năm nay. Tập trung tổ chức các cái sự kiện văn hóa tâm linh tại các cái địa bàn trọng điểm như là Yên Tử, như là Cửa Ông, như là Quảng Yên để tạo những cái hình ảnh đặc sắc để chúng ta thu hút khách du lịch. Và cùng với những cái việc chúng ta tổ chức cái sự kiện đó thì sẽ tăng cường cái công tác quảng bá tốt tại các cái địa bàn mà chúng tôi cho rằng là địa bàn có cái nguồn khách rất lớn. Sau đợt bùng phát thứ 3 của dịch COVID-19, hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đang từng bước phục hồi, trong đó có đóng góp quan trọng của lĩnh vực du lịch dịch vụ. Ưu tiên lúc này vẫn là tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn cho du khách, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững thương hiệu du lịch Quảng Ninh, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.